Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn biết bao nhiêu loại lịch ạ? Âm lịch, dương lịch, gì nữa? Phật lịch. Hôm nay ngày bao nhiêu Phật lịch? Chiêu đúng không ạ? Đấy là hãy kể tên các loại lịch thôi. Đúng không ạ? Lịch Maya rồi, lịch đủ thứ. Nhưng mà thực tế là chúng ta sử dụng là bốn loại lịch chủ yếu trong bộ văn hóa Phương Đông. Phật lịch không dùng một đấy, không còn đấy, và nhân sinh như là chúng ta vẫn sử dụng bình là khoảng là bốn loại lịch. Cái lịch đầu tiên gọi là dương lịch. Bây giờ nhá là 11:10 đúng không ạ, của ngày 25/6 dương lịch của năm 2019, người ta gọi lịch này là dương lịch. Và cách bấm đây là, cách này cũng là cách viết của dương lịch. Đây cũng là cách viết của dương lịch, đúng không ạ? Dương lịch sử dụng để tính tuổi đi làm, chấm công, tổ chức sinh nhật, đúng không ạ? Đúng không, sinh nhật, ngày sinh mà, đúng không ạ? Cái lịch thứ hai thì tương đương thì có thể đổi ra, đúng không ạ? Thì người ta gọi là âm lịch. Âm lịch thì không có 11 giờ và cũng không có 12 giờ. Người ta sử dụng 12 địa chi để mô tả cho 12 giờ trong 24 giờ trong ngày. Mỗi một địa chi thì là 2 giờ. Như vậy 12 địa chi là 24 giờ. Người ta gọi một địa chi là một canh giờ. Như vậy một canh giờ thì có 2 tiếng, đúng không ạ? Và một canh giờ thì có 8 khắc. Một khắc là 15 phút. Ví dụ giờ ngọ 3 khắc, tức là lúc đấy là 11:45. 3 nhân 10, tức là 11:45, đúng không ạ? Ví dụ như là canh 2 khắc thứ 3, hay là canh 2 khắc thứ 4, hay canh 2 khắc thứ 5, thì là cách tính là như vậy. Canh 1, canh 2, canh 3, canh 4, canh 5, đúng không ạ? Thực ra chả đến canh 5 đâu, là chỉ nói đến canh 1, canh 2, canh 3 là sáng mà, đúng không ạ? Thì người ta sẽ nói là cái giờ này gọi là giờ âm lịch. Thì âm lịch tiếp theo là đến ngày âm lịch. Ngày âm lịch thì người ta viết bằng số mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp theo đến tháng, tháng của âm lịch thì viết bằng chữ, chứ không viết bằng số. Âm lịch của các tháng như nào ạ? Đầu tiên là tháng gì ạ? Tháng riêng. Riêng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Chạp. Đấy là cái gọi, vì chữ chạp thì không thể viết là 12 được. Nên không có tháng 12, đúng không ạ? Chỉ có là hồi xưa các cụ có thể đọc cho dễ, gọi là một chạp riêng 2 3 4 5 6 7 8 9 10, một chạp riêng hai, bởi vì đến tháng này là tháng Tý. Người ta tính rằng là tại thời điểm tiết hạn, vào thời điểm tiết đông chí, lúc đấy là giữa tháng 11 âm lịch, bắt đầu khí dương khởi, thì người ta coi như là sang năm mới rồi. Cho nên mấy cái bà, mấy cái bạn kim lâu lấy chồng, những cái bà là qua đồng chí đi lấy ấy, và chuyển tiết khí rồi ấy. Nhưng mà năm mới thì được tính từ tiết lập xuân, khoảng tiết lập xuân. Thì năm chúng ta kỷ niệm những kỳ Tết Nguyên Đán của chúng ta thì chúng ta sử dụng là âm lịch. Âm lịch như vậy là vào thời điểm giao thừa, chuyển giao từ năm cũ sang năm mới thì âm lịch chuyển năm. Vào ngày 31 tháng 12 thì dương lịch chuyển năm. Cho nên hỏi bạn sinh năm bao nhiêu thì tôi nói rằng tôi sinh năm 1985. Ví dụ thế, tôi sinh năm 1985, hỏi tôi tuổi gì và tôi tuổi Giáp Tý. Đúng không ạ? Chứ không có đầu con nọ tôi con kia. Năm nào là năm đấy mà. Em năm dương thì năm ấy, hỏi em sinh năm bao nhiêu, em sinh năm 91, tuổi gì, em tuổi canh ngọ, đúng không, em đẻ vào tháng 1 năm 91, chưa Tết cho nên em tuổi canh ngọ, rõ chưa? Rất là, cái việc đấy rất là rõ ràng, tuổi gì,
đúng không ạ? Thì người ta sẽ hay là tuổi con gì, đúng không ạ? Tuổi gì mà còn bạn sinh năm bao nhiêu, thứ hai khái niệm khác nhau rất rõ ràng, đúng không ạ? Thì nên thành ra là âm lịch người ta sử dụng trong tết lễ cúng bái và kỷ niệm ngày mất. Đúng, kỷ niệm ngày mất đúng không ạ? Gọi là bí kỵ, đúng không ạ? Và tất cả cúng bái người ta đều sử dụng âm lịch để người ta đọc, đúng không ạ? Hoặc là đọc cả hai, học đọc cả hai. Và trong âm lịch không có biểu thị, không có biểu thị dạng số. Vậy chứ năm 2019 thì lại là ví dụ như là năm 20 công nguyên, đúng không ạ? Trước đó nữa thì năm 2000 công nguyên, ví dụ thế. Thực ra cái thứ pháp tính như thế là người ta dùng là kỷ hợi, đúng không ạ? Chúng ta có một loại lịch thứ ba mà anh chị có thể ít biết đến, gọi là lịch tiết khí, đúng không ạ? Lịch tiết khí, ví dụ như là ngày hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2019, hôm nay là hạ chí ngày thứ ba. Hạ chí là hôm 22. Chúng ta có 24 tiết khí thì lập xuân, phong thủy, kinh, chập, xuân, vân, thanh, minh, cốc, vũ, tiểu, tử, hạ, tử, lập, phạ, tiểu, mãn, vang, trùng, hạ chí, bạch, lộ, thu, vân. Nghe cái tiếng quen chưa? Bắt đầu nghe thì nó quen tai, bạch, lộ, thu, vân, hàn, lộ, xương, giáng, không ạ? Lập, đông, tiểu, tuyết, đại tiết, đông, chí, tiểu, hàn, đại hàn. Như vậy chúng ta có 24 tiết khí thì chuyển từ mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, đúng không ạ? Lập xuân mà đầu tiên bảo tiết lập xuân khi bắt đầu mùa xuân, vũ thủy bắt đầu là băng tuyết tan ra thì nước chảy, kinh chậm tức là khi mà có tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân thì hạt mầm bắt đầu nở rộ vào lọc vào giữa là xuân phân, hết xuân phân rồi đổ thanh minh thì trời thời tiết quang đãng, công vũ bắt đầu cỏ cây sau khi dâm hoa nở lộc bắt đầu là ra những cái quả đầu tiên, hết hoa thành quả, đúng không? Thanh minh cốc vũ rồi giờ vào tiết lập hạ kiểu mãn, tức là lúc này thì mọi cái cây trái cây đã chín mọc rồi, chỉ được ăn thôi, ha, đúng không ạ? Vào mùa thu thì hàn lộ xương giáng bạch lộ, hàn lộ xương giáng bạch lộ thu vân, đến mùa thu bắt đầu băng tuyết bắt đầu là đã có khí lạnh xuống rồi, cái đường đã trắng ra bạch lộ mà, thì bắt đầu vào tiết chính thu. Thì cái đấy gọi là tiết khí, thì căn cứ vào tiết khí này để gieo mạ, gieo lúa, trồng cây và tính toán thời tiết ngũ hành. Không phải là cứ đến tháng 12 thì lạnh đâu, âm lịch thì lạnh đâu, mà phải là hạ chí mới là lúc lạnh nhất, à đông chí mới là lúc lạnh nhất. Không phải là cứ đến tháng 5 thì nóng đâu, mà là hạ chí mới là lúc nóng nhất, đúng không ạ? Và hạ chí thì thông thường nó rơi vào khoảng ngày 22 tháng 6 dương lịch hàng năm. Và người ta sử dụng dương lịch để người ta xác định vị trí của tiết khí chứ không dùng âm lịch. Vì sao? Dương lịch của bạn có là 365 ngày một vòng một năm, đúng không? Và một năm thì có 365 ngày 1/4. Như vậy lệch ra 1/4 ngày. Vậy 4 năm nhuận pháp để bù, đúng không? Âm lịch thì một tháng có 30 ngày, một năm là có 365 ngày, đúng không? Cho nên ra là lâu lâu là nhuận cả tháng. Tháng 8, tháng 2 còn có 28 ngày. Mỗi năm các bạn chậm 8 ngày so với cả cái chiều quay của vũ trụ, đúng không? Cho thực tế cho nên thành ra là bản thân là khi sử dụng âm lịch mà sử dụng cái năm nhuận thì mức độ chính xác là không cao. Cho nên người ta sử dụng tiết khí. Tiết khí thì thời điểm mà khi mà cái đuôi của tròn sao bắt đầu, đúng không ạ? Trỏ hóa đuôi của tròn sao cam hình thành nên cái trường một cái đường hẳn, đúng không ạ? Lập xuân khởi tiết, đúng không ạ? Đúng không ạ? Lập xuân khởi tiết, đúng không ạ? Tháng riêng nhập dần, đúng không ạ? Thì lúc đó bắt đầu là khởi tiết lập xuân. Hoặc là khi nào mà vào cái thời điểm mà trái đất gần với cả mặt trời nhất, thời điểm nóng nhất thì thời điểm đấy là hạ chí. Cho nên dùng tiết khí thì mới có thể nói về mùa vụ được. Chứ còn dùng lịch âm mà nói mùa vụ làm theo, tại sao tháng 4 năm nay nóng thế nhở? Người ta không nhuận, đáng ra tiết khí được chưa đến lập hạ nó mới. Nó đến lập hạ nhiều khi là cái tiết khí nó sẽ chạy, có thể là từ ngày mùng, nó chạy từ ngày mùng 5 cho đến ngày 25 tháng 5 âm lịch hàng năm. Nó chạy cho cái giai đoạn đấy. Nhiều khi cái mùa xuân của bạn đến sớm hay mùa hạ của bạn đến sớm do là cái tiết khí của bạn nó bị lệch. Do tiết khí của bạn bị lệch. Và sau đó là người ta sử dụng dương lịch
cộng với lịch tiết khí, người ta làm ra một cái dạng lịch nữa, tôi gọi là lịch nạp giáp. Lịch nạp giáp hay còn gọi là bát tự, hay còn gọi là tứ trụ. Thì nạp giáp người ta sẽ đưa thiên can và địa chi, như các bạn được biết từ phần trước, đó là cái để làm gì ạ? Biểu thị ngũ hành, đúng không ạ? Cho nên năm có ngũ hành của năm, tháng có ngũ hành của tháng, ngày có ngũ hành của ngày và giờ có ngũ hành của giờ. Chúng ta sẽ có là năm tháng ngày giờ, ví dụ năm Kỷ Hợi, nó tháng Canh Ngọ, ngày Bính Tuất và giờ Giáp Ngọ. Đây là trụ của ngày hôm nay. Năm Kỷ Hợi, tháng Canh Ngọ, ngày Bính Tuất, giờ Giáp Ngọ là thời điểm bây giờ, đúng không ạ? Chúng ta có thiên can địa chi của năm, thiên can địa chi của tháng, thì người ta mới sử dụng bốn cái trụ này. Bốn cái trụ này người ta gọi đây là tứ trụ. Bốn trụ nó gọi là tứ thôi, cái gì không? 1, 2, 3, 4. Người ta có 8 chữ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nên gọi là bát tự. Nên người khi sinh ra thì được ghi lại theo lịch như thế này, hoặc ghi lại theo bốn cái loại lịch này. Một trong bốn loại lịch này thì đều có thể luận đoán được các hung nạp vận, số phận của người đấy từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Người ta sử dụng dương lịch và tiết khí lịch để làm ra lịch nạp giáp để lập xem bát tự hoặc tứ trụ. Người ta dùng âm lịch để lập lá số tử vi, để lập ra lá số tử vi. Tôi ví dụ với các bạn một trường hợp, ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn. Có thử không? Có bạn nào muốn thử không? Có. Đâu, ai thử? Ai thử? Thật luôn, cái gì thử? Họ tên gì? Ngày tháng năm sinh như nào nhỉ? Dương lịch 31 tháng 1 1993. Thẻ mấy giờ? Chưa. 2 3 10 giới tính để chưa xác định. Xuân thoại bạn bao nhiêu? 093 231 7268. Hỏi Xuân thoại làm gì biết không? Để theo nữa mà xem chẳng may không tốt số thì mấy anh ở đây ghi số vào. Ok, tôi sinh vào 12 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 1993,
âm lịch của bạn là giờ ngọ ngày 9 tháng giêng năm Quý Dậu và để vào tiết tiểu hàn ha. Thiên can địa chi của bạn gồm có để vào năm Quý Dậu, để vào tháng Ất Sửu, để vào ngày Nhâm Tý và để vào giờ là giờ Bính Ngọ. Trong bát tự của bạn năm sinh thì gồm có các thần sát và tướng tinh, tháng Thái Cực Quý Nhân, Tứ Quý Quý Nhân, Hoa Cái Kim Dư, mệnh cung gồm tướng tinh thiên đi, ví dụ có vậy không quan tâm. Nhâm Thủy, bát tự lấy thân mệnh của bạn làm cái nạp âm thân mệnh, lấy cái thân mệnh làm nguyên thần, nên gọi cái thiên các bạn có thể trùng, các bạn có thể chử sự trùng năm sinh, các bạn có thể trùng tháng sinh, các bạn có thể trùng ngày sinh, các bạn có thể trùng giờ sinh. Tuy nhiên bát tự thì lấy thiên can của ngày sinh làm nguyên thần và gọi đấy là thân mệnh. Nhâm Thủy mà để vào tháng Sửu, đúng không ạ, tức là rơi vào đất suy khí, tức là bình tĩnh, suy nhược, chưa vội lo gì, không suy chưa chắc đã không hay, suy mới tốt, đúng không ạ, rơi ở đất suy khí, cho nên người ta gọi là không được bổ sinh, chả làm sao, đúng không ạ, cư trên cái đất Tý, rơi ở đất Đế Vượng, cho nên thân tự vượng, cho nên bản thân bát tự này là thuần khí tự vượng. Do là đẻ vào giờ ngọ nên hỏa khí là đầy ấp, nên bản thân cái bát tự như thế này, nếu như mà tỷ lệ ngũ hành nguyên thể theo thân mệnh của bạn gồm có hành kim 13%, hành thủy 41%, hành mộc là 12%, hành thổ 12,5% và hành hỏa là 20%. Mình phân tích như thế, do chỗ này là nhâm bính xung khắc cho nên thủy vượng khắc hỏa, nên sang bên này thủy giảm đi tí, đúng không ạ, Sửu thổ, đúng không ạ, Ất mộc, cho nên bản thân cái bát tự như thế này thì người ta sử dụng cái ngũ hành thăng bằng trong thân của bạn, đúng không ạ, ngũ hành thăng bằng trong thân của bạn là người ta sử dụng cái ngũ hành là thủy kim mộc, hiểu không, tức là ý muốn nói rằng trong thân nó bị thiếu, cần phải bổ sung thêm vào, hiểu không ạ. Và bạn nên sử dụng màu đen, màu xanh nước biển, màu trắng, màu xanh lam, màu xanh lá cây. Cái phương hành vận vượng của bạn, bạn nên đi về phương đông, phương tây, phương tây bắc, phương đông và phương đông bắc. Và cái tuổi hợp của bạn gồm có thần tài là tuổi Tý, quý nhân là Mão Tỵ, ngũ hợp là Mộc, tam hợp là Tý Sửu và nhị hợp là Thìn. Đấy, tập hết rồi em. Sao lại bấm nhầm? Đây. Đây là phần kết quả luận đoán để mà xét, đặc biệt là để xét dung thần. Kết cục của bạn của lá số này rơi vào trường hợp kết cục đặc biệt, cách nhuận hạn. Tức là mặc nếu như mà luận đoán thông thường, người ta sẽ nói là lá số này là dung thần là thổ. Nhưng mà trong bát tự của bạn, trong bát tự của bạn là nó đang rơi vào một cái trường hợp đặc biệt kết cục gọi là nhuận hạ cách, cho nên ra là chúng ta sẽ ví dụ thế. Thì người ta sử dụng thiên can và địa chi để người ta luận đoán, sau đó người ta nạp đại vận, tiểu vận và lưu niên vào, sau đó người ta sử dụng ngũ hành hợp hóa để người ta tính toán xem thân mệnh của các bạn thế nào. Thì tôi đang mô tả với các bạn một cái trường hợp của một cái lá số bát tự để người ta dùng can chi mà nạp âm ngũ hành để người ta tương phối thế nào trong cái việc của sử dụng địch pháp. Hiểu ý không ạ? Hơi hiểu. Chồng thôi thì thực ra là tôi muốn giả vào cái bút bao giờ lấy chồng thì để tôi cái này thì hôm nọ không muốn giả gì đâu. Đây làm này. Đấy. Quỷ muốn thức tiên, không gì phải lo. Tôi đang muốn chia sẻ các bạn khái niệm về lịch là chính. Nên chỉ cần nắm được cái bát tự sinh thần của bạn là người ta có thể luận đoán rất là chi tiết về thân mệnh. Thực tế thì để mà xem một cái thân mệnh cho các bạn ấy
vì là tôi không muốn là tổ chức xem bói tại chỗ. Kinh nghiệm nhiều lần rồi, phải nói gì là có hiểu một tí. Không chậm nữa là cứ dày xem bói là chết tôi. À, bốn cái loại lịch này đều sử dụng để trong cái việc để bảo tính toán cái yếu tố liên quan đến văn hóa phương Đông, cụ thể là phong thủy, bát tự, tử vi và xem phong thủy cũng đều dựa trên cái lá số này. Hiểu phần lịch chưa? Rồi, trang bị kiến thức cơ bản, đúng không?